này mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn đó là một cái mẫu uh, sừng châu đực hàng gắn mắt xương rất là đẹp các bạn nhé thì các bạn cũng đang uh, theo dõi clip ở đây thì các bạn cũng thấy được rằng là cái mẫu đầu này của mình ấy thì nó rất là cong luôn những cái mẫu hàng mà sừng châu đực mà nó cong như này thì cũng không phải là có nhiều đấy, các bạn nhé vì đại đa số những mẫu đầu cong ấy thì là nó đều thuộc của hàng sừng, sừng cái ấy. còn sừng đực thì nó ít khi nó cong bằng thì nó cũng có nhưng mà nó ít đấy thì các bạn để thấy rằng cặp này của mình rất là cong này những cái đường vân veo rất là xù xì rất là đẹp này. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ quay lại gần hơn để cái mẫu cái chỗ mà mặt xương cho các bạn còn bên trên thì mình cũng đã giảm kích thước rồi thì các bạn nhìn qua các bạn cũng sẽ thấy các cái kích thước ở phần bên trên của cái sừng các bạn nhé thì là ngoài những mẫu đầu này ra thì bên mình có nhận bọc da theo yêu cầu của từng khách hàng nên các bạn nào mà có nhu cầu mà bọc da ấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình các bạn nhé cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình xin chào các bạn